Chúng ta tiếp tục. Câu 13 có đáp án là phương án C. A có công thức là C3H5Cl3. Đấy. Khi tác dụng NaOH thì thu được sản phẩm B có phản ứng với natri và vừa có phản ứng trắng bạc. Oxy hóa B thì thu bằng đồng oxit thì thu được một cái hợp chất tạp chất. Đấy, cái phương trình phản ứng của nó sẽ là CH3CHBr2. Khi tác dụng với NaOH thì tất cả các cái dẫn xuất haloten bị thủy phân, brom ở đây bị thủy phân để tạo thành CH3 nhóm OH. CHBr2 tức là CHOH 2 lần. CHOH 2 lần thì không bền. Hai nhóm ancol liên kết một carbon thì không bền, sẽ chuyển thành aldehyde và tách ra một phân tử nước. Đó là Br cộng với nước. Cái hợp chất này vừa có phản ứng với natri lại vừa có phản ứng trắng bạc. Và khi oxy hóa bằng đồng oxit thì cái ancol bậc 2 chuyển thành ceton. Nhóm chức aldehyde giữ nguyên. Như vậy sẽ tạo ra một cái hợp chất tạp chất đúng theo yêu cầu của đề bài. Như vậy câu 13 phương án C. Câu 14. Câu 14. Có 3 lọ được 3 cái hỗn hợp chất rắn gồm sắt và sắt oxit, sắt 2 oxit và sắt 3 oxit, sắt và oxit sắt 3. Chỉ sử dụng một hóa chất thì có thể nhận biết được 3 hỗn hợp trên. Thì chúng ta sử dụng dung dịch HCl phương án C. Ở đây thì tôi có thể giải thích như thế này. Khi cho axit chloric vào 3 cái hỗn hợp này á, thì cái hỗn hợp mà có khí thoát ra thì đó là hỗn hợp có chứa sắt. Còn cái không có khí, bị hòa tan không có khí, đó là hỗn hợp của hai oxit FeO và Fe2O3. Thế còn hai cái dung dịch mà có khí thoát ra thì cái dung dịch có màu vàng, vàng nâu thì đó là muối sắt 3. Còn không màu thì đó là muối sắt 2. Như vậy chúng ta sẽ phân biệt được. Tiếp tục với câu số 15. Câu 15. Đấy, cho các cái hợp chất và biết độ âm điện. Bây giờ xác định cái hợp chất mà trong đó có chứa liên kết cộng hóa trị phân cực. Đấy, thì chúng ta có phương án đúng là phương án D. Thì ở đây chúng ta chỉ sử dụng máy tính để chúng ta kiểm tra thôi. Liên kết cộng hóa trị phân cực là liên kết mà giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện của chúng lớn hơn bằng 0,4 và nhỏ hơn bằng 1,7. Đấy. Như vậy thì chúng ta bấm máy tính là được. Ở đây chúng ta cũng thể loại trừ đi một số phân tử và chúng ta không cần phải kiểm tra. Ví dụ như clo chắc chắn là liên kết cộng hóa trị không phân cực rồi. Đấy. Rồi là canxi fluorua đó chính là liên kết ion rồi. Đó. Đấy. Ở đây chỉ có một cái hợp chất mà cũng cần lưu ý, không là chúng ta dễ bị nhầm, đó là khí metan CH4, hiệu độ âm điện của nó chưa lớn hơn 0,4. Vì vậy cho nên trong metan thì liên kết cộng hóa trị vẫn là không phân cực. Đó. Loại trừ ra. Câu số 16 có đáp án là phương án B. Cho 3 lá kem giống nhau vào 3 dung dịch có dư được đánh số thứ tự là 1, 2, 3, có nồng độ mol và thể tích là như nhau, thì sau khi phản ứng kết thúc thì chúng ta dựa vào cái sự tăng giảm khối lượng để chúng ta biết được thôi. Thấy lá kem thứ nhất thì không thay đổi, vậy thì nó không phản ứng. Thứ hai, lá kem thứ hai có khối lượng giảm đi, vậy thì cái kim loại ở trong muối đó phải có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của kẽm. Đấy, nhỏ. Đấy. Lá kẽm thứ ba thì có khối lượng tăng lên, tức là phân tử khối của nó phải lớn hơn. Tất nhiên bên cạnh đó thì chúng ta còn phải lưu ý với hóa trị. Đấy, và chỉ có phương án B, magie clorua, sắt 2 clorua và bạc thì đáp là đáp ứng được. Là câu số 16. Câu số 17. Câu số 17 là một trong những câu khó, đáp án của nó là phương án C. Xà phòng hóa hoàn toàn 95g kg lipid thì cần 13,7 kg natri.
tyrosine. Sau phản ứng thì thêm muối ăn vào, làm lạnh thì lấy tách ra được mg/kg muối. Đấy, dung dịch còn lại được loại tạp chất cô đặc, rồi ly tâm thì tách được 10,12 kg glycerol. Đấy, theo cái phương trình phản ứng xà phòng hóa ấy, thì số mol của glycerol sinh ra nó phải bằng 1/3 số mol của NaOH phản ứng. Đấy, thì chúng ta sẽ có như này, số mol của NaOH đã phản ứng được tính bằng số mol NaOH bằng 400, tức là 13,7 kg, đó, 13,7 kg chia cho 40. 13,7 kg chia 40 nó bằng 0,3425, 0,3425 kmol. Đấy, tức là bằng gì? 342,5 mol. 342,5. Trong đó số mol của glycerol theo đề bài là chúng ta tính được là bằng 10,12 kg, đúng không ạ? Chia cho 92. 10,12 chia cho 92 thì bằng 0,11 kmol. Theo cái phương trình phản ứng xà phòng hóa thì chúng ta sẽ có số mol của NaOH xà phòng hóa nó sẽ bằng 3 lần số mol của glycerol. 0,11 kmol tức là bằng 110 mol, bằng 3 nhân 110 bằng 330 mol, và chúng ta thấy nó nhỏ hơn 342,5 mol. Nhỏ hơn 342. Vậy thì đã phản ứng là 342,5 mà cái phản ứng sinh ra glycerol chỉ là 330 thôi. Vậy thì cái sự chênh lệch này nằm ở đâu? Đấy, vậy thì nó đây là phản ứng xà phòng hóa. Vậy thì cái phần còn lại thì nó sẽ tác dụng với cái axit béo tự do có trong chất béo. Từ đây thì chúng ta tìm được số mol NaOH mà tác dụng với axit béo tự do và sẽ bằng 342,5 trừ 330 sẽ bằng 12,5 mol. 12,5 mol. Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể tóm tắt lại cái bài này sẽ bao gồm có lipid cùng với chất béo là một. Đấy, ta có thể ký hiệu đó là R trung bình COO 3 lần C3H5 và cái axit béo tự do R trung bình COOH. Đấy. Chất này tác dụng với NaOH. Tác dụng với NaOH thì chúng ta sẽ thấy này, thu được này. Thứ nhất là muối. Đây là hai muối được tạo thành là R trung bình COONa. Kèm theo đó là glycerol C3H5OH 3 lần. Và còn một cái chất thứ ba được tạo thành đó là nước. Nước này là sinh ra do đâu? Do axit béo tự do tác dụng với NaOH để sinh ra muối này và nước. Số mol nước thì chính bằng số mol NaOH tác dụng với axit béo, tức là bằng 12,5. Bây giờ đề bài hỏi cái khối lượng muối tạo thành, đúng không ạ? Đấy, khối lượng muối tạo thành thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp bảo toàn khối lượng thì chúng ta sẽ tìm được. Đấy, khối lượng muối thì bằng khối lượng của lipid này đã cộng với khối lượng của NaOH là khối lượng của trước phản ứng, khối lượng NaOH trừ đi khối lượng của glycerol và trừ đi khối lượng của nước. Đấy. Số mol của nước thì nó bằng 12,5 gram, tức là bằng số mol của NaOH tác dụng với axit béo. Đấy. Và theo phép tính này thì chúng ta tính được khối lượng của muối bằng 98,355 kg. Muối này sẽ tạo thành xà phòng và theo đề bài là toàn bộ muối thu được ép cùng phụ gia thì được bao nhiêu gam xà phòng. Giả sử xà phòng các chất phụ gia chiếm 20% về khối lượng, như vậy khối lượng của xà phòng chúng ta tính được
khối lượng của xà phòng. 98,355 này là chiếm 20%. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có chiếm 80%, còn lại là 20%, 98,355 nhân với 100 trên 100 trên 80. Và như vậy là chúng ta tính được là 122,944 kg. Đó, và đáp án là phương án C.